Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Hôm nay thì hãy cùng mình dạo quanh cũng như là xem ngày đầu tiên mình ở Đài Loan mình sẽ làm gì nha. Đây là những bạn cùng phòng của mình, bạn thời, những người bạn mới quen. Đây là trường của tụi mình nha. Người đi bộ vui lòng đi trên vỉa hè. Mình cứ tưởng là mình sẽ có thể leo dốc. Vì nếu mà leo dốc thì cái cảnh quay nó sẽ được quay ở giữa và mọi thứ nó sẽ cân đối hơn. Lũng Hóa University of Science and Technology. Ở đây có một cái bảng. À mà cái chữ này chưa đọc được. Nên là Phà Miễn Ta Lũ. Qua cái căn nhà này thì tụi mình cũng sẽ leo lên lầu nữa. Ký túc xá nam của tụi mình tính ra là mình coi trên cái sơ đồ trường đưa ấy thì nó sẽ tút tút sau núi nha, nhưng mà cũng hơn là được ở cái chỗ này, ở cái ký túc xá này. Hồi mình sẽ chỉ quan trọng mình muốn nói cái chỗ con dốc này nè, mọi người thấy không, cái độ dốc như vậy nè đó, cái độ dốc như vậy nè. Mà hôm qua cái xe trung chuyển sinh viên tụi mình lần đầu tới đây á, mình nhớ không lầm nha, mình là họ sẽ dừng cái xe đó ở đây, và tụi mình do lần đầu tới mà tụi mình sẽ đẩy hành lý, tụi mình sẽ có hành lý 23 kiện hành lý và 7 ký xách tay. Nhắc tới là thấy mệt rồi đúng không? Mà bạn biết rồi, hành lý thì đâu thể đi bộ được đâu, đâu thể đi mà bậc thang đâu, nên là đẩy lên cái con dốc này đây. Mày nghĩ đi, đó, đẩy lên thẳng, nó còn lên nữa, nó còn rất là lên nha. Đẩy lên thẳng. Mà cũng có nhiều bạn nữ nữa, hành lý cũng khá là cồng kềnh, 23 kg, cứ đẩy lên rồi 7 kg xách tay, đẩy 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 đẩy. Trời ơi. Cực như xuất khẩu lao động luôn. Nhưng mà cũng vui một cái kỷ niệm. Mọi người biết không, cái khúc mà khi mà nghe thầy mình nói là ok, con chọn cái trường Long Hoa này là con phải xác định tâm lý là nó sẽ trên núi nha, trên núi là nó sẽ phải leo leo dốc nhiều nha, mình mừng thầm, tại vì mình cũng rất là thích tập thể dục thể thao, mình cũng rất là enjoy thôi. Nhưng mà ok, nhưng mà để mình bây giờ mình lật cái cảnh lại cho mọi người coi, là thư viện của trường, thư viện này là ở giữa trung tâm luôn nha. Mình thấy trên cái bản đồ trước khi tới, mình đã nghĩ là mình sẽ ok, mình sẽ dành cả ngày ở đây. Bây giờ trước mắt là tụi mình sẽ quay về cái ký túc xá của mình trước nha. Là từ hướng thư viện dẫn đi lên bậc thang nữa nha. Lên nữa. Đó, thấy chưa? Khỏi cần kiếm chỗ tập thể dục luôn, căn bản nó đã là tập thể dục rồi. Cứ enjoy thôi đúng không? Ơi, cái biểu tượng con bướm gì đây? Bị vấp. Ở đây sẽ thấy rõ hơn cái thư viện nữa nè. Attitude. Mình vẫn chưa nhớ đường lắm đâu, nhưng mà cũng hên hôm qua là đi cửa hàng tiện lợi với mấy bạn ấy. Rồi mấy bạn có nói là ở cái khu ký túc xá là mình phải lên cái lầu này nữa. Có con mực ở đây làm ký hiệu, chứ không phải là quẹo vô đây. Đó. Còn bây giờ thì đi cái lầu cuối cùng thôi nha, để mà mình về về đâu ta, ký túc xá của mình. Ôi cái bậc thang cuối cùng nó có vẻ đặc biệt cao và đặc biệt dốc hơn, mọi người có cảm thấy không? Cũng hơn là bình thường mình có tập thể dục. Thấy cái bảng không?
đây, mình chỉ vô đây ha. Nản sinh khu sổ ta. Mắc cỡ quá. Có nhiều từ tự nhiên mình không bị quên nữa. Đặc biệt thì mới tới tụi mình sẽ đóng tiền làm thẻ đồ luôn. Thì đây là ký túc xá nam mà, nên là sẽ có một cái bảng là không cho những bạn nữ vào. Xong, bây giờ vào thôi ha. Xào xin đô cha. Đây mình nghĩ sẽ là cái phòng sinh hoạt của ký túc xá nam. Hôm qua được phổ biến cái quy định của ký túc xá là ở đây. Đây là dãy phòng khi mà của ký túc xá ha. Mình ngại những người bạn của họ mở cửa nên là chắc là mình sẽ vẫn sẽ đưa máy quay vào được. Đây phòng của mình. Bây giờ vào phòng thôi coi có gì. Nhưng mà cũng đừng có kỳ vọng nhiều quá nha. Cũng có chỗ ăn, có chỗ ngủ. Vậy đó. Ta-da. Hello. Hello. Bây giờ thì tụi mình sẽ xuống dốc đi ăn thôi. Trời, ly trà sữa đầu tiên tụi mình mua ở bên đài nha. Thực ra là bạn mình mua. Camera điện thoại này. Bây giờ nhóm mình đang đi kiếm đồ ăn trưa. Cả nhóm vô cái quán thấy cái thực đơn là toàn tiếng Hoa không mà không có phiên dịch phía dưới á. Cả nhóm xì xào xào 10 phút đồng hồ mà chưa biết nên gọi gì thì mình định dở chiêu bài ra, tại vì trong nhóm thì có thể là mình dạng dĩ và có thể giao tiếp được đỡ nhất á, nên là mình định dở chiêu bài ra. Xin quên đi dù sớm khởi gì xe sau kiểu quà mình mà là có thể là có món gì giới thiệu không, thì lúc đó ví dụ mà người ta có giới thiệu cái gì thì tụi mình cũng chắc ăn đại, tại vì cũng không có nhiều sự lựa chọn và gì quá ấy. Đó có một cái chị trong đó biết được, chị đó là em cứ thoải mái đi, chị hiểu tiếng Việt mà. Cái nhấp ồ lên một cái. Woo! Rồi cái súm lại kêu lấy kêu để luôn. Đây là phần cơm của tụi mình. Cái này có... là nóng nha. Nóng nha, cái này tô này là 75 tờ. Vị gì? 75 tờ. Đây là nước bí đao của quán. Rất là ngon nha. Mà quan trọng là nó free. Mọi người biết ngụm cơn của cái nụ cười này là sao không? Thường là những bạn làm vlog sẽ hiểu là nếu mà mình không dơ ống kính vào thì mình không túc trực ống kính thì mình sẽ luôn bị miss những cái khoảnh khắc quan trọng á. Thì bạn nữ định mời tụi mình ăn há cảo. Thì cái lúc đó mời xong rồi mình mới ơi cái cảnh này đáng nhớ quá, tôi có thể quay lại được không? Thì bạn nói ok, bạn cũng rất là sẵn sàng, bạn nói ok để em diễn lại cho anh. Rồi đó, nó sượng chân chưa? Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Bye bye anh Thật ạ. Tao dịch lại, tao dịch lại. Ê, lên tao dịch lại. Để chân á. Thôi đây mình mất công, mình uống một miếng nha. Đi về mình đi. Đi về mình đi. Thôi mình không ăn. Xuất sắc. Rồi, ăn xong rồi thì tụi mình bây giờ sẽ đi chợ coi vòng vòng có chỗ nào bán thao rồi không ha. Lũng hoa tá xẻ của tụi mình ở bên này nè.
Ở đây hả? Ở đây không có thùng rác công cộng ha. Ờ đúng rồi ha, đúng rồi ha. Ở đây không có thùng rác công cộng. Ôi trưởng thành rồi, đã đến lúc phải lo toan tới mấy cái vụ mua bột giặt đồ rồi đó. Cái bình thường ở Việt Nam là đâu có lo mấy cái này. Nè 39 nè. Không, 39. Quay đi quay lại lại tới giờ ăn nữa. Quán cơm tiếp theo mà tụi mình lựa chọn ăn là cơm tự chọn. Nghe nó sang ha. Chọn cái này vì cái thứ nhất nó cũng khá là kinh tế, và cái thứ hai là nhiều người có nhiều khẩu vị khác nhau á, thì vẫn có thể ngồi ăn cùng với nhau. Trên đây thì nó sẽ đề một cái bảng giá thực đơn, mà do cả nhóm mới tới mà cũng bỡ ngỡ nhiều thứ, chưa thể hiểu được cái thực đơn, nên là cũng chọn theo cảm tính là phần nhiều, nhưng mà dựa vào cái đồng tiền mà mình mang theo, nên cái phần cảm tính ấy nó cũng lấn bớt đi. Cơm là đúng không anh? Tiêu sữa. Ủa, nhưng mà tại sao em biết được cái này cách tính người ta có chỉ em tính không? Chỉ là gom là liêu sữa thôi. Cũng sẽ nghĩ như vậy, dựa trên cái khay này, ví dụ là em lấy cái rau này là bao nhiêu thì đơn giá sẽ là ở trên. Ok, hôm nay quay tới đây thôi, mời mọi người đón xem phần tiếp theo vào những clip sau ha. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.